con sống ở nhà này hả? Con là bà con hay sao? Dạ không phải đâu cô, con sống với gia đình rồi giúp việc cho nhà này thôi à. À, con là người giúp việc hả? Nếu mà ở nhà to bự như vậy nè, đẹp như vậy nè, chắc trả lương như đây một tháng hả con? Dạ không cô, con nhận được tới 4 lần. Trời, 40 triệu một tháng, con sướng nha. Dạ, à không, có 4 triệu rồi cô. 4 triệu? Dạ, cô hiểu lầm rồi. Trời, nhà này á nha, trả 10 triệu là ít lắm rồi đó. Nhà to bự như vậy nè, phải 2-3 người làm mới được. Chứ một người mà trả 4 triệu, trời, keo quá đi. Dạ không phải đâu cô, con còn sống chung với em gái nữa mà. Nhà này còn cho con chỗ ăn chỗ ngủ nữa, con thấy vậy là tốt lắm rồi. Với lại lần đầu tiên con làm việc nên chưa có quen. À thôi cô đi chợ nha. Dạ. Tâm Ý ơi, đem cho ông tách trà. Dạ. Ba ơi, ngày mai là mình họp rồi đó, rồi ai sẽ làm phiên dịch cho mình hả ba? Trời đất ơi, giờ này chưa thuê được phiên dịch hả? Con làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy hả? Hay là mình kêu lại người lần trước được không ba? Cái thằng phiên dịch lần trước dở ẹt, bộ khùng hay sao mà thuê đó? Dạ. Trình, con mời ông trà. Con đường đường là một phó giám đốc, làm ăn có trách nhiệm chút đi. Mình phải tính toán trong đầu tính trước, hiểu chưa? Chứ không phải là để nước đánh chừng mới ra mới báo cho ba. Dạ con biết rồi. Ba có sao không vậy ba? Bộ đuôi hả? Lột cái lưỡi ra. Ủa tiền gì em? Tiền này á là tiền lương của con Tâm Ý. Còn cái tiền này á là tiền mừng đám cưới của con dì Hai. Con dì Hai ở Đồng Nai hả? Ừ. Anh đi 10 triệu có ít quá không vậy? Dù gì cũng là người nhà với nhau, phải giúp đỡ qua lại. Nhưng mà sắp tới là tiệc mừng thọ của ba, nhà mình phải tốn tiền chi nhiều thứ nữa. Anh thấy đi nhiêu đó là được rồi. Mẹ ơi. Ôi, mẹ nghe rồi. Anh, ngày mai đi có chú nữa, anh nhớ cầm bao thơ này đưa cho chú giùm em nha. Mẹ ơi. Biết rồi, ra liền. Đừng có ở xuông nữa, cất giùm em thôi lộn đó. Biết rồi mà. Ra liền. Biết tìm ai làm phiên dịch vợ ta. Tâm Ý ơi, chị về nha. Cô giáo, cô giáo. Cô giáo ơi. Dạ. À, ngày mai cô giáo có bận gì không? Dạ không, có gì không anh? Vậy thì tốt quá. Tôi nhờ ngày mai cô giáo làm phiên dịch cho công ty tôi nha. Phiên dịch hả? Ừ đúng rồi, tại vì ngày mai công ty tôi có tiếp hai đối tác ở nước ngoài, chỉ là nói chuyện bình thường thôi, cho nên tôi nghĩ cô giáo làm được. Dạ, nhưng mà từ đó giờ em chưa bao giờ làm phiên dịch hết á. Sinh viên trường Anh ngữ mà sợ gì, đợi tôi chút xíu nha. Ba ơi, ba ơi, ba ơi, con tìm được người làm phiên dịch cho công ty mình rồi nè ba. Ra đây con giới thiệu cho. Ba ra đây, lẹ đi ba. Đây, 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 con giới thiệu cho ba nè. Đâu con? Dạ. Ai đâu? Phiên dịch đâu? Ba vô nghỉ tiếp nha ba. 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 Ba, ba ơi, ba ơi. Con mày chạy hả trời? Con đâu có dám chạy ba đâu ba ơi. Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Ừ. Lâm, Lâm Chi ơi. Cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Không, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à. Tại nó không ăn, mình đút người ta ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi 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 chị. Ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mày biết đúng không? Mày ăn cái tao hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta. Nè, con ăn cái gì vậy? Bánh mì xào. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm Ý ra đây với cô. Dạ. Tiền lương tháng này của con nè. Dạ, con cảm ơn cô. Cô thấy con học việc cũng khá nhanh. Tháng này cô có thưởng thêm lương cho con đó. Dạ. Nè, cô sẽ tiếp tục theo dõi con làm việc như thế nào nha. Nếu mà muốn cô tăng thêm lương á thì con phải ráng làm việc chăm chỉ đó.
Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Không biết tháng này cô cho chị em mình nhiêu ha? 100 đó chị. 100 thì ít quá à. Chị nghĩ là 500 á. 500 là số tiền quá lớn rồi. Sao? Bao nhiêu chị? Bao nhiêu? Ủa? Sao nhiều tờ 500 quá vậy? Bao nhiêu? Để chị đếm lại. Sao? Bao nhiêu chị? Cái này tới 20 tờ 500 lần đó Tâm Anh. Hả? Là 10 triệu lần đó. 10 triệu lần hả chị? Ừ. Vậy là nhiều lắm đó. 10 triệu gấp đôi tháng trước đó. Chào cô. Hai đứa có chuyện gì vậy? Dạ không có gì đâu cô. Dạ không có gì cô. Khuya rồi, nhỏ nhỏ cho mọi người ngủ. Dạ con xin lỗi cô. Hai đứa cũng đi ngủ sớm nha. Dạ. Chị ơi, giờ mình có 10 triệu rồi, mình sẽ mau giàu và sẽ mau được gặp ba nữa. Cứ như vậy á thì một tháng nữa mình sẽ được gặp ba sớm thôi. Mà sao tự nhiên cô cho chị em mình nhiều dữ vậy ta? Trời, nhà này á nha, trả 10 triệu là ít lắm rồi đó. Nhà to bự như vậy nè, phải 2-3 người làm mới được. Chứ một người mà trả 4 triệu, trời keo quá đi. Chắc là tại chị làm việc tốt, chứ chăm chỉ cho nên cô mới thưởng nhiều vậy đó. Chị ơi, vậy là mình sắp được gặp ba rồi đúng không chị? Nếu giàu hơn á, thì mình có thể sống với ba rồi. Đúng không? Dạ, em thích lắm. Hồn luôn á, hỏi thăm sao mà to thế. Dạ to lắm hả ông? Tụi con xin lỗi ông nhiều nha. Dạ ông ngủ có ngon không ông? Mới sáng sớm mà thấy hai đứa tràn đầy sức sống ha. Dạ thôi ông đi làm nha. Dạ chúc ông đi làm thật vui vẻ. Dạ tôi con chào cô chú. Cô chú ngủ có bữa nay tụi nó bị gì vậy? Bị gì đâu anh thấy vui mà. Cô chú cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Mời cô chú đi làm đây. Dạ. Chúc hai đứa một ngày tốt lành. Con cảm ơn cô. Tụi con chúc cô chú một ngày thật hạnh phúc. Nè thôi. Dạ. Tâm Anh đi học đi. Dạ. Em chúc chị một ngày làm việc thật vui vẻ. Bye bye nha. Tâm Anh đi học được điểm cao nha. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Sáng thức giấc thì sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại nụ cười em nhạt sao mình yêu rất yêu. Em thơ ngây biết bao trời đang mê say giấc môi em hồng. Vốn mai say rồi. Cậu lần đầu tiên tôi nghe chị hát á. Tôi đâu có hát đâu. Ủa tôi mới nghe mà ta. À chắc là cậu nghe nhầm rồi đó. Chắc là tôi nghe nhầm. Mà chị ơi. Hả? Chị hát hay lắm á nha. Làm chi gì ạ? Ê nhìn Tâm Anh kìa. Chào các bạn. Chào các bạn nè mày. Chào các bạn nha, mình đi vô học đây. Nhỏ này hôm nay nó bị sao à? Bị điên rồi hả? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau tình yêu sao về vậy? Chú có chuyện gì vui hả? Dạ đâu có đâu,
Từ đó tới giờ chú thấy con vui như vậy đó nha. Dạ, không có gì đâu chú. Nhìn lạ lắm á. Mẹ con mới về. Nè, TV của tao, ai cho mày xem á mày? Mình đang phơi túi thần kỳ cho con. Biết, đưa rồi mở đây. Làm như vậy không mà. Làm gì mày đùa vậy trời. Có thân không mà cười. Hai cái hả? Có không? Đúng vậy. Hai cái túi này mày biết. Có thể thông nhau trong trong này. Ví dụ nha, nếu như mình bỏ cái ghế này vào trong túi này, mình có thể lấy nó ra bằng cái túi này. Túi thần kỳ phải luôn được bảo quản sạch sẽ, cho nên mình phải cần dạy. Trời trời, nhỏ này hôm nay ăn trúng gì mà cười hoài trời. Chà, nhìn mấy con cua này tươi thiệt ta. Nhìn cũng chắc nữa. Nè Tâm Ý. Dạ. Sao hôm nay cô nhìn thấy con có vẻ sức sống quá vậy? Có chuyện gì vui hả con? Dạ không có. Tại tháng này con thấy cô cho con tiền lương nhiều hơn, cho nên là con... Cái gì? Có nhiều đó mà nhiều gì chứ. So với cái số tiền mà cô trả cho người giúp việc lần trước á, thì không có đáng là bao nhiêu đâu. Dạ nhưng mà đối với con, thực sự là số tiền nó lớn lắm đó cô. Nếu vậy thì con ráng làm việc cho tốt nha. Dạ. Đem đèn cất tủ đông giùm cô. Dạ. Cô ơi, xin lỗi mà chị phải nấu em rồi. Dì hai không được vui hả? Ủa sao kỳ vậy? Em đã có bỏ bao thơ đàng hoàng rồi mà. 10 triệu mà. Cái gì? Ở trong bao thơ chỉ có 4 triệu rưỡi hả? Đâu có. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi, em lộn bao thơ giữa Tâm Ý với lại dì hai rồi. Thiệt tình á. Vậy thôi nha. Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Con xuống đây, con nghe nè. Dạ, con xuống liền. Con cũng thiệt tình á. Thấy trong bao thơ nhiều tiền mà không thắc mắc hả? Con không nghĩ là bị nhầm lẫn hay sao? Dạ không. Con cứ nghĩ là cô cho con thêm nhiều hơn tháng trước chứ. Cô có cho nhiều đâu. Cô có cho thì cũng cho ít thôi chứ. Dạ, con xin lỗi cô. Con không cần phải xin lỗi cô. Thật ra là do cô nhầm lẫn. Cô phải xin lỗi con mới đúng á. Dạ, không phải đâu cô. Tại con suy nghĩ nông cạn quá. Tự nhiên cô thấy áy náy quá à. Đưa tiền cho con xong rồi bây giờ đòi lại. Thông cảm giúp cho cô nha. Dạ, không sao đâu cô. Thiệt ra cô cũng cho con thêm 500 ngàn nhiều hơn mấy tháng trước rồi đó. Dạ, con cảm ơn cô. Thôi con chào cô, con lên nha cô. Ừ. Chị ơi, vì là chúng ta không thể vào được và cũng không thể gặp ba được đúng không chị? Ờ, thôi chị đi làm đây. Có buồn nữa. Dù gì thì cô cũng đã cho hai chị em mình thêm 500 nữa rồi. Ngủ đi chị. Ngày mai rồi trời cũng sẽ đẹp mà.
Bà ơi, bà có sao không bà? Chân bà bị sao hả? Tự nhiên chân bà bị đau, không đi nổi. Dạ, bà ơi. Để tụi con đưa bà tới bệnh viện nha. Không sao, bà không sao, không cần đi bệnh viện đâu con. Bà ơi, cam của bà nè. Hay là bà theo tụi con ra trạm xe buýt nha, để con đưa bà về. Dạ đúng rồi bà. Không cần đâu, lát bà có người nhà tới đón. Dạ. Bà ơi, bà đỡ đau chưa bà? Bà không sao rồi, hai đứa cứ về trước đi. Dạ thôi. Dạ thôi bà ơi, khi nào tụi con thấy người nhà bà tới, tụi con mới yên tâm. Cảm ơn tụi con nha, hai đứa giỏi quá. Dạ. À, xe bà tới rồi. Dạ. Đứng đây. Sao bà chủ ra ngoài nãy giờ không nói cho con biết vậy? Con tìm kiếm nãy giờ luôn đó. Có gì đâu, tôi đi ra ngoài dạo một chút với lại mua ít đồ. Bây giờ hai đứa về đâu? Lên xe bà cho có gian. Dạ. Dạ. Thiệt là tội nghiệp cho hai đứa, đi làm giúp việc cho người ta mà còn dẫn em theo, chắc là cực lắm hả con? Dạ không có cực lắm đâu bà, với lại mọi người ở trong nhà cũng tốt với tụi con mà. Vậy hả? Vậy hai đứa có muốn làm cho bà không? Dạ. Tuần sau á, hai đứa con của bà ở bên Canada về chơi, bà cần tìm người giúp việc, chứ bà từng tuổi này đâu có lo gì được cho tụi nó. Hai con giúp bà thì đỡ quá, con thấy làm sao? Dạ, chuyện này hơi bất ngờ với chị em tụi con á bà. Bà không biết á, nhà người ta trả cho con bao nhiêu một tháng, nhưng bà sẽ trả 10 triệu một tháng. Hai con thấy làm sao? Dạ. Thấy hai đứa cực khổ, bà cũng thương. Hai đứa có suy nghĩ kỹ đi. À, xíu nữa bà cho số điện thoại, hai đứa nhớ liên lạc với bà nha. Bây giờ làm sao đây? Bà trả cho mình tới 10 triệu lận đó. Số tiền quá trời lớn luôn. Mình có nên đi không chị? Tiền thì nhiều thiệt đó, nhưng mà mình sống ở đây cũng quen rồi, với lại ông cũng tốt với chị em mình mà. Để chị nghĩ thêm nha. Giỏi quá ta. Tâm Ý, con biết nấu phở nữa hả? Thơm. Dạ. Thiệt á. Tại bữa trước ông nói thèm cho nên hôm nay con nấu đó cô. Trời ơi, tôi nói bâng quơ vậy mà cũng nhớ nữa hả? Dạ, cô chú nè chú. Cảm ơn cậu. Tâm Ý. Dạ. Sao cái tô của chú ít thịt hơn mấy tô này vậy? Vậy hả chú, để con lấy thêm cho chú nha. Thôi khỏi đi, phân chia kiểu gì kỳ cục. Con phân biệt đối xử với chú đúng không? Dạ, không có đâu chú. Cái gì mà phân biệt đối xử, không ăn thì ra ngoài thôi. Thì rõ ràng là vậy mà ba. Ba coi nè, đó. Giờ ý kiến cái cò nữa phải không? Không ăn rồi đưa đây. Con ăn, con ăn, con ăn, con ăn. Đưa cho tao nhanh lên. Sao mày lại không được hả? Mình không được. Đưa nhanh lên. Cái khác thì được, cái này không được đâu. Mày chụp về nhà làm sao mà giống nhau được? Mày đưa cho tao cái này rồi mày làm cái khác cũng được mà. Cái đó. Mày dám đẩy tao hả? Em có sao không Tâm Anh? Nếu mà mày chịu đưa cho tao sớm hơn thì không có chuyện này xảy ra rồi. Nè, em có muốn chị cho một trận không hả? Có muốn chị cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Đè. Đồ lan chi đúng là đầu bò mà. Biến đi nghe chưa? Mày mà còn định đập nữa tôi mất hết tóc của mày á. Cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Mày đưa không? Dám. Mày mà nói chuyện với mình thôi. Anh nè, hay là hai chị em mình tới ở với bà nha.
hai chị em mình tới đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Với lại làm chi nó sẽ không có ăn hiếp em nữa. Mình đi ha. Tùy chị quyết định thôi, còn em sao cũng được. Vậy thì mình đi ha. Chị quyết định kỹ rồi. Dạ alo ạ. À, bà hả bà? Dạ. À, chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh, con mới nói gì đó? Cô hả? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hình như Tâm Anh đã nói á, Tâm Ý đã quyết định đi qua đó rồi thì phải. Vậy hả? Nếu mà tụi nó đã muốn đi rồi thì mình cản cũng không được đâu, để đi đi. Cô nói gì vậy? Giữ con Tâm Ý ở lại. Nó đã muốn đi rồi thì mình giữ rồi làm cái gì nữa? Sao lại không giữ? Thử hỏi bây giờ đi kiếm khách coi có cái đứa nào nó làm giỏi như con Tâm Ý hay không. Ba quyết định giữ lại. Ba, nhưng mà bên kia người ta trả tới 10 triệu lận đó. 10 triệu đâu ra mà con trả? Thì bây giờ trả nó cho thêm chút đỉnh, mình giữ nó lại. Có cái gì đâu. Con không có trả nổi 10 triệu đâu ba. Con không trả bây giờ ai là chủ nhà? Ba là chủ nhà, ba có thể ba bỏ tiền nó ba trả mà. Nhưng nó đã muốn đi rồi, bây giờ ba bỏ tiền ba trả nó cũng đi à. Nó cái đó là tại con lại. Ghét con, con muốn nó đi. Nó không được là không được. Ba lại thôi. Bây giờ hai người chồng con ghét nó. Ba mà thấy nó làm tốt rồi. Thôi không được, không có tiền. Thôi để nó đi đi. Truyền cho chị Tâm Ý đi hay không? Đã chia người trên sofa ra thành hai cánh. Cánh hữu thì muốn chị đi, cánh tả thì muốn chị ở lại. Chờ làm chi? Mày hay lắm, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu bay. Là sao làm chi? Tao nuôi mày mập thấy, rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mình xin lỗi nha làm chi. Trời ơi, xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Ờ, làm chi ơi. Để. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lam Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời trời. Ê Ngọc Khai, nhà bệnh có nuôi chó không? Ừ, bạn hỏi anh chi vậy? Bà không đánh mày chuyện chó nó cũng tát mẹ. Uống gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi, tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á. Nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Chơi cái này tốn tiền lắm. Đi mà chị, một lần thôi mà.
lần thôi nha. Dạ. Hai thẻ. Gọi. Đúng rồi, con dịch đó. Trời ơi. Không phải. Thôi mình về nha. Khoan đã chị ơi, con gấu đó dễ thương quá à. Chị cho em chơi thêm lần nữa chị. Thôi, mấy cái này chơi nhiều tốn tiền lắm, với lại may mắn mới gấp được mà. Thôi về đi em. Không, nhưng em muốn gấp con đó một lần thôi chị. Chị đã nói là không được mà. Đi về. Lần nữa thôi. Chị ơi, hay là chị về trước đi, đem đứng đây em coi ha. Tâm Anh, ngày mai em có tiết mỹ thuật hả? Vậy là phải mua đất sét rồi. Mua đất sét chắc 50.000 là đủ rồi đúng không? Dạ, để đi mua đi. Nhưng mà chưa ăn xong mà. Làm gì gấp dữ vậy ta? Lên lên kia kìa. Lên kìa. Chưa được. Mua đất sét lại nhỏ hơn một chút cũng được mà. Chỉ cần chết một lần nữa thôi, chắc chắn mình sẽ gấp được con gấu bông đó. Bé gấu ơi, chờ chị nha. Trời ơi. Ủa, bạn tới nữa hả? Làm gì vậy? Mày đừng có nói là mày không có tiền nên giờ tự chế ra đất sét nha. Đánh tìm mày chưa? Chết mày chưa con? Cho mày chết luôn. Nè, sao em chọc Tâm Anh hoài vậy? Em đâu có chọc đâu. Nó không có tiền mua đất sét nên giờ phải giờ dọ nắng gì thấy gớm. Không có tiền thì thôi, đi học làm gì? Nó nói vậy là sao?
em giấu gì sau lưng đó? Đất sét đâu rồi? Hồi nãy chị cho tiền em mua rồi mà. Trên đường đi mua về, em làm rớt đất sét trên đường. Tìm hoài không thấy nên giờ ngồi nắng nắng cho ra. Có thiệt không? Em nói thiệt mà, em nói dối chị chi? Mặt em hiện lên hai chữ nói xạo kìa. Trả lời chị thiệt đi, tiền chị cho mua đất sét đâu rồi? Chuyện đó. Cái gì? 50 ngàn với mình có phải ít đâu. Sao em lại làm vậy? Em xin lỗi. À, nhưng mà chị ơi, chị cho em chơi thêm một lần nữa thôi. Em sẽ gấp được mà, em đã học cách chơi rồi đó. Em vẫn chưa biết sai nữa hả Tâm Anh? Chị cho em thêm 10 ngày nữa thôi mà. Cho thêm 10 ngày nữa thôi, em sẽ gấp được mà. Em tỉnh lên đi Tâm Anh. Em mà cứ như vậy hoài á, là mình trắng tay thiệt đó. Chị không ngờ em đã làm vậy luôn á. Đừng có gọi chị là chị nữa. Thôi mà chị, đừng vậy nữa mà. Em biết lỗi rồi. Em hứa em không chơi nữa đâu. Em hứa. Thiệt không? Thiệt mà, em nói xạo chị chi? Móc méo đi chị mới tin. Hứa đó nha. Xin hứa. Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Con sao vậy? Nè, bé hôm nay kỳ trời. Bà ơi, bà ơi. Gì? Thưa bà, con mới làm về. Tao đang ngủ mà mày đánh thức tao. Sáng xong cái vừa lọc của trời. Thôi, còn có tí xíu nữa là được rồi mà. Thôi, hết tiền rồi thì đi ra chỗ khác để cho mình chơi nè chứ. Ủa, có phiên bại rồi hả? Vậy đưa mình chơi cho, mình có kinh nghiệm lắm đó. Hết tiền rồi mà bày đặt bon chen, mình còn có kinh nghiệm nhiều hơn bạn nữa. Xích ra. Làm gì mà xua đuổi người ta dữ vậy? Chỉ cần có tiền là được chứ gì? Được thôi, đợi đó mình sẽ quay lại cho coi.
Hồi nãy em đi đâu vậy? Chị ơi, chị cho em 10 ngàn đi. À không, 20 vuông đi chị. Em mua dụng cụ học tập á. Mua dụng cụ học tập hả? Ừ. Có chắc là em mua dụng cụ học tập không đó? Chắc mà, chị cho em đi. Thôi, đi mua chung với chị. Chị không có tin em được đâu. Không, em muốn đi một mình. Thôi, chị đưa cho em lẹ lên đi. Thôi, chị không có tin em được đâu. Chị nói nhiều quá à, chị đưa cho em lẹ lên đi. Ôi, em bị cái gì vậy? Chị làm gì hả? Ngồi xuống đó. Làm hết bài tập cho chị. Trong vòng một tiếng mà không làm xong thì đừng có đòi ăn cơm. Học hoài. Sẽ có tiền nè. Bạn có nhiều tiền dữ vậy ta? Mình đã nói mình sẽ quay lại mà. Ngồi lên, sắp được rồi. Yeah. À, em làm cái gì vậy hả? Em bị điên rồi hả? Chị bỏ em ra đi mà, để em gấp tiếp đi mà. Bữa nay còn dám ăn gấp tiền nữa hả? Em có biết cái tiền đó là cái tiền gì không? Chị ơi, chị bỏ em ra đi. Nếu như gấp rồi em sẽ không lấy tiền nữa. Em nói đi. Em anh, tiền đó là tiền chị, em mà phải nhịn ăn, nhịn mặt chờ ngày gặp lại ba sẽ dùng nó. Em mà cứ như vậy hoài á thì chị biết nói làm sao với ba hả? Em mà còn gấp tiền nữa thì chị em mình về núi ở đây, đừng có ở đây nữa. Còn không á thì chết ở đây cũng được. Chị đừng khóc nữa, em biết lỗi rồi. Em sẽ không ăn cắp tiền nữa đâu. Chị em mình vất vả lắm rồi, em đừng có như vậy nữa. Em hứa em sẽ không vậy nữa đâu mà. Rồi em lại chơi nữa đúng không? Không, em không chơi nữa đâu. Nhưng mà không hiểu sao, cứ mỗi khi chơi một cái gì đó là em lại muốn chơi tiếp. Và em biết là ăn cắp tiền rất là xấu, nhưng em vẫn muốn lấy. Tất cả là tại cái tay này nè. Cái tay này nè. Không có đánh nữa. Đau đó. Chẳng còn thời gian nữa.